Xin chào mọi người. Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, tập 287. Người thất tình chỉ đành thề theo yêu cầu của lão tổ. Các lãnh đạo cấp cao khác của nhà ngư cũng thề theo. Giờ mà mình nhìn lão tổ nhà ngư, cảm ơn tiền bối thay tôi giữ bí mật này. Tuy để người khác biết bí mật này cũng không sao, nhưng lão tổ nhà ngư đã tỏ thái độ như vậy. Lão tổ nhà ngư dường như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, cất giọng trầm trọng. Diệp công chủ, có phải cậu suy nghĩ giống họ hay không? Cảm thấy chuyện này truyền ra ngoài thì cũng không sao, đúng không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, gật đầu. Đúng thế. Cậu có biết chuyện này sẽ gây ra họa sát thân cho cậu hay không? Đôi mắt lão tổ nhà ngư cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Tiền bối, trong cơ thể tôi có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Chẳng qua mấy ngày nữa, sợ rằng sẽ truyền khắp cả thần giới. Tôi đã gây ra họa sát thân rồi. Thêm một thanh kiếm hình như cũng không sao, đúng không? Không, cậu không hiểu. Lão tổ nhân ngư lắc đầu, nhìn Diệp Bắc Minh một cái đầy sâu sắc. Xương chí tôn đúng là đã gây cho cậu họa sát thân. Nhưng sau khi vượt qua cảnh giới thần hoàng, thần cốt trong cơ thể võ giả đã định hình. Cần thêm xương chí tôn của cậu cũng không có tác dụng gì. Cho nên người trên cảnh giới thần hoàng chắc chắn sẽ không vì xương chí tôn mà truy giết cậu. Nhưng thanh kiếm này thì khác. Cậu biết một thanh binh khí có thể hấp thu sức mạnh của võ giả có nghĩa là gì hay không? Nhưng mà mình ngẩn người, anh vẫn chưa nghĩ kỹ. Lão tổ nhà ngư trả lời thay anh. Việc này có nghĩa là tiềm lực của thanh kiếm này vô cùng vô tận. Nếu bị người có giả tâm lấy được thanh kiếm, sẽ càng điên cuồng thu hoạch tính mạng của võ giả để nâng cao uy lực của thanh kiếm này. Nếu xảy ra chuyện như vậy, Diệp tông chủ cảm thấy sẽ như thế nào? Lời này vừa được nói ra, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lão tổ nhà ngư bổ sung một câu, xương chí tôn chỉ sẽ khiến một số thế lực truy giết cậu, nhưng thanh kiếm này lại khiến cả thành giới nổi lên một màn gió tanh mưa máu. Nếu không phải lão phu biết Diệp tông chủ có tiền đồ vô lượng, bây giờ lão phu cũng muốn ra tay ngay lập tức cướp thanh kiếm đó. Nói xong, lão tổ nhà ngư nhìn Diệp Bắc Minh một cái đầy sâu sắc. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng hít vào một hơi không khí lạnh. Ánh mắt lão tổ nhà ngư ngưng trọng. Cho nên Diệp tông chủ còn cảm thấy lão phu làm lớn vấn đề lên hay không? Còn chưa đợi Diệp Bắc Minh trả lời, giọng nói lão tổ nhà ngư lại vang lên. Diệp tông chủ, mời cậu rời đi đi. Bắt đầu từ bây giờ, nhà ngư không có quan hệ gì với Diệp tông chủ. Yêu cầu trước đó của tôi cũng hủy bỏ toàn bộ. Chỉ vọng Diệp tông chủ quên nhà ngư đi. Từ nay về sau đừng nói quen biết với nhà ngư. Cũng đừng nói có quan hệ gì đó với nhà ngư. Những lời nói đột ngột đó khiến ngư thất tình hơi biến sắc. Lão tổ, ông làm sao như vậy chứ? Lão tổ nhà ngư quát lớn một tiếng. Cô, im miệng. Rồi ông ta nhìn sang Diệp Bắc Minh không chút chần chừ. Diệp tông chủ có được hay không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi hiểu. Tiền bối đã nói đến bước này. Tôi còn không đi cũng đúng là không hiểu chuyện. Cáo từ. Nhà ngư đã sợ bị liên lụy, anh cũng không còn gì để nói. Quay người liền biến mất. Diệp Bắc Minh vừa biến mất, Ngư Thất Tình vội vã lên tiếng. Lão tổ, tại sao ông làm như vậy chứ? Chẳng phải ông cũng coi trọng anh Diệp hay sao? Tại sao phải đối xử với anh ta như vậy chứ? Vẻ mặt lão tổ nhà ngư phức tạp. Tôi tin kẻ này là rồng phượng, càng tin tiềm độ của cậu ta không có giới hạn. Nhưng cô có biết thanh kiếm đó có là địch như thế nào hay không? Thanh kiếm đó còn có một tòa tháp từng khiến cả thần giới suýt bị hủy diệt đó. Không những vậy, từng có một gia tộc cực kỳ cường mạnh cũng bị hủy diệt hoàn toàn vì nó. Không ngờ thanh kiếm này lại quay lại. Chẳng lẽ cô muốn nhà ngư cũng giống như gia tộc đó sao? Ông đã nói đến hoa tộc thượng cổ sao? Ngư Thất Tình ngẩn người. Lão tổ nhà ngư gật đầu. Đúng thế. Sau khi lão phu xác định được lai lịch của thanh kiếm đó, nhưng không phải muốn chiếm hữu nó mà muốn vạch rõ ranh giới với nó. Thất Tình, cô phải hiểu đây là một thanh kiếm không may mắn. Bất kỳ ai chỉ cần có liên quan đến nó, chỉ có một kết cục, đó là mãi mãi không được siêu sinh. Ngư Thất Tình nghiến răng, không nhịn được lên tiếng. Lão tổ, Thất Tình có một chuyện chưa nói với ông. Chuyện gì? Trên khuôn mặt nghiêm trọng của lão tổ nhà ngư kèm theo ba phần nghi hoặc. Giọng của Ngư Thất Tình vang lên. Anh Diệp chính là người của hoa tộc thượng cổ. Cô nói cái gì? Lão tổ nhà ngư cứng đờ người tại chỗ, há hốc miệng đến mức có thể nhét một nắm đấm. Chẳng biết qua bao lâu, lão tổ nhà ngư mới phản ứng lại,
Cô nói thật chứ? Cố Tất Tình gật đầu. Tôi đã ở huyền giới một thời gian, anh Diệp rất nổi tiếng ở huyền giới, làm việc sát phạt quả đoán, có danh hiệu là sát thần. Tôi đã âm thầm cho người điều tra thân thế bối cảnh của anh ta, có thể chắc chắn anh ta đến từ hoa tộc thượng cổ. Là Tổ Nhậm Ngư cực kỳ ngân trọng. Chắc tay sau lưng không ngừng đi đi lại lại. Là Tổ, làm sao thế? Cố Tất Tình nghi hoặc. Là Tổ Nhậm Ngư dừng lại. Nếu cậu ta chỉ có thanh kiếm đó, không chừng còn có cơ hội sống sót. Nhưng cậu ta lại là người của nhà họ Diệp thượng cổ, sợ rằng sẽ chết chắc. Cái gì? Người Tất Tình liền lo lắng. Là Tổ, có phải ông biết điều gì đó hay không? Nếu có thể, ông nhất định phải cứu anh Diệp. Là Tổ Nhậm Ngư lắc đầu, thở ra một tiếng. Cứu cậu ta sao? Đừng nói là có cơ hội hay không trước. Nhân tiện có thể đưa cả nhà Ngư cùng vào chỗ vạn kiếp không hồi sinh đó. Tất Tình, bắt đầu từ bây giờ không cho phép cô liên lạc với Diệp Bắc Binh nữa. Sau này gặp cậu ta cũng phải coi như là người xa lạ. Nhớ đó, đây là mệnh lệnh. Cùng lúc đó, cách mấy triệu dặm, thành quốc Đại Ngụy, cả đại điện hoàng cung chật kín người, gần như không có chỗ đặt chân. Thế nhưng cả đại điện chật kín mà mấy chục vạn người lại yên tĩnh đến đáng sợ, không một ai dám thở mạnh, càng không có ai dám lên tiếng. Chỉ vì nửa canh giờ trước, long khí trên không trung hoàng cung Đại Ngụy đã bị dập tắt. Trên không trung hoàng cung Đại Ngụy có tổng cộng 9 long khí cửu ngũ chí tôn, cho nên nhà Ngụy lấy nó để xây dựng quốc gia. Lúc này 9 long khí thì bị dập tắt bất một, 8 long khí còn lại cũng đều tối tăm không còn ánh sáng, có vẻ như cũng đang sắp dập tắt. Một ông lão áo choàng đỏ run run ngẩng đầu, kinh hãi nhìn 8 long khí còn lại. Họ quay lại rồi, khí vận của thành quốc Đại Ngụy ta sắp cạn rồi. Đại tư tế, ông nói cái gì? Ai quay về chứ? Thành quốc Đại Ngụy chúng ta có căn cơ mấy triệu năm, làm sao thể cạn khí vận được chứ? Trong cái đại điện chấn động, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Ông lão áo choàng đỏ không nói gì, điểm cái trượng trong tay. Không khí chấn động rung lên một trận, rất nhiều bùa phép hiện lên trong không trung. Liền sau đó, những phù văn này tụ lại với nhau, một hình ảnh xuất hiện. Một con huyết long trong hình ảnh gào thét, lại một lúc đốt chửng hết 9 long khí của thần quốc Đại Ngụy. Chuyện này, cả hội trường tĩnh lặng như chết. Ông lão mặc áo choàng đen phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng hét lớn. Hoa tộc thượng cổ, họ quay lại rồi. Ngụy quốc của chúng ta sắp diệt vong rồi. Khí vận vốn thuộc về họ, chúng ta đã trộm lấy khí vận của họ. Toàn trường ngây ra như gà mắc thóc. Bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người đâu? Đại tư tế không được khỏe, đưa ông ta xuống nghỉ ngơi. Mấy hộ vệ tiến lên đưa ông lão vàng đen đi. Mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn đến người đông trung niên mặc long bào ở trên, chính là hoàng đế của thần quốc Đại Ngụy, Ngụy Thương Lan. Lúc này Ngụy Thương Lan co giật da mặt, khí tức như mãnh hổ xuống núi. Muốn diệt thần quốc ta đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Thứ nhất, lập tức tìm kẻ có khả năng là người của hoa tộc thượng cổ cho tôi. Chỉ cần là kẻ đáng nghi, giết không tha, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thứ hai, Ngụy Thương Lan dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn long huyết trong phong trung. Bắt đầu từ nay, thần quốc Đại Ngụy cấm bất cứ nơi nào xuất hiện long huyết. Trong tất cả công pháp nào mà xuất hiện long huyết đều lập tức dừng tu luyện. Nếu không, giết không tha. Thứ ba, Thái Dương Tông khôi phục trong cơ thể tông chủ mới đã dung hợp 148 chiếc xương chí tôn. Còn cả tôi chết trong tay hắn, kiếm long đạo cũng bị hắn cướp. Tìm được kẻ này, giết không tha. Ngụy Thương Lan ngồi trên ghế rồng nhìn xung quanh. Tôi không tin một lời dự đoán nhỏ nhoi là tiêu diệt được cả khí vận hàng triệu năm của thần quốc Đại Ngụy ta. Sau khi rời khỏi nhà Ngư, Thạch Trung Hổ tức giận. Lã Tổ nhà Ngư thật chẳng ra làm sao. Ban đầu thì nó ngọt muốn bảo chủ nhân làm con rể. Vừa nãy nói trở mặt là trở mặt, lại nói những lời đó vãi. Xem ra Thạch Trung Hổ đã công nhận thân phận chủ nhân của Diệp Bắc Minh. Thấy Diệp Bắc Minh vẻ mặt bình tĩnh, Thạch Trung Hổ không nhịn được nói thêm một câu. Chủ nhân có thực sự kiềm chế được sao? Người ta đã đuổi cậu đi như vậy, cậu không tức giận chút nào sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên cười. Đối với tôi, nhà Ngư cũng như người qua đường mà thôi. Tôi cứu người Tất Tình cũng coi như đã hoàn toàn trả ân tình cho cô ta. Con người đều hướng về cái lợi tránh cái hại, tôi có gì phải tức giận chứ? Thạch Trung Hổ vẫn tức giận không thôi. Tôi vẫn không thể nào hiểu được thực lực của chủ nhân khủng bố như vậy. Trong cơ thể còn có hơn 100 chiếc xương chí tôn, lại có một thanh binh khí tiền đồ vô lượng. Rốt cuộc Lão Tổ nhà Ngư sợ cái gì chứ?
Giọng bác Minh không hề lăn tăn, trực tiếp chuyển chủ đề. Đừng suy nghĩ nhiều quá, đưa tôi đến được đập tinh hồn. À vâng. Tuy Thạch Trung Hổ bất mãn với cách làm của nhà Ngư, nhưng ngay thấy giọng bác Minh nói như vậy cũng không dám nói gì thêm. Sau đó hắn dẫn giọng bác Minh trực tiếp đi về hướng rừng rậm tinh hồn. Sau một ngày đã đến được rừng rậm tinh hồn, dãy núi cao mấy trăm mét, điền biên vô tận, khí thế hào hùng kéo dài hàng trăm triệu dặm. Giọng bác Minh co giật khóe miệng, đây là rừng rậm sao? Thạch Trung Hổ cười giải thích, chủ nhân, rừng rậm tinh hồn chỉ là một cách gọi, trên thực tế nơi này là biên giới giữa nhân tộc và yêu tộc, chỉ cần xuyên qua rừng rậm tinh hồn, đối diện chính là lãnh thổ của yêu tộc. Biên giới của rừng rậm tinh hồn tổng cộng 1 triệu dặm, cách 1 vạn dặm thì có 1 tòa thành, tổng cộng có 100 tòa thành. Một khi có yêu tộc xuất hiện, cả 5 tòa thành sẽ cùng phát ra cảnh báo, võ giả của nhân tộc có thể biết ngay lập tức. Muốn tiến vào rừng rậm tinh hồn thì phải tiến vào 1 tòa thành trong đó trước. Lúc này giữa bác Minh mới chú ý đến, giữa mỗi tòa thành có liên kết trận pháp, một màn sáng trong suốt chìm vào sâu trong bầu trời, hoàn toàn ngăn cách liên lạc giữa rừng rậm tinh hồn và bên ngoài. Chẳng lẽ có chỗ kỳ diệu giống với vạn lý trường thành của Hoa Hạ sao? Đi thôi. Giữa bác Minh gật đầu, lúc đi đến gần cổng thành, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào trong tầm mắt anh. Hầu tử. Anh ta mặc trang phục của binh sĩ canh thành, đang kiểm tra những người ra vào. Giọng bác Minh ngạc nhiên, hầu tử, sao anh lại ở đây chứ? Hầu tử ngẩn người, sau khi nhìn thấy giọng bác Minh cũng rất kích động, anh Diệp, sao anh lại đến đây? Sau đó hắn bàn giao với binh sĩ bên cạnh một câu, rồi chạy đến trước mặt giọng bác Minh. Hắn vô cùng kích động ôm giọng bác Minh một cái, tôi còn tưởng trong mấy năm cũng thể gặp được anh chứ, không ngờ anh Diệp lại đến rừng rậm tinh hồn. Giọng bác Minh ngắm nhìn hầu tử, hầu tử, thế này là thế nào chứ? Chẳng phải anh gia nhập Thất Tinh Các sao? Sao lại ở đây canh gác cổng thành chứ? Hầu tử hơi lúng túng cười, cảnh cốt của tôi hơi kém, chưa thấy làm thành bộc của Thất Tinh Các. Sau khi tôi gia nhập Thất Tinh Các, lại không cẩn thận đắc tội với một trưởng lão, đã bị điều đến rừng rậm tinh hồn canh gác cổng thành. Nhưng tôi sống vẫn ổn, chỉ là cần tuần tra, không có thời gian luyện võ, gần giống với thế giới hiện thực, không có bối cảnh, canh cốt bình thường, điều đến biên cương. Thạch Trung Hổ ở một bên bổ sung một câu, chủ nhân, các tông môn mỗi năm đều cử người đến rừng rậm tinh hồn canh gác, có điều tỷ lệ chết của đội tuần tra cao đến một nửa, rất nhiều người đến đây gần như đều bỏ mạng. Nghe thấy lời này, còn mắt Diệp Bắc Bình lấy lên tia tức giận. Hầu tử lại cười xua tay, anh Diệp, người từ hạ giới lên để như vậy, thật ra cũng không có gì, chỉ cần vượt qua 3 năm tôi hãy về Thất Tinh Các, thoát khỏi thân phận thành bộc, trở thành đệ tử chính thức. Diệp Bắc Bình cau mày, bỗng nhiên bốp, một chiếc roi dài ráng xuống, quất mạnh lên sau lưng hầu tử. Một luồng khí tức sấm sét bùng lên, đánh trên lưng hầu tử tét máu. Một mùi cháy khét truyền đến, hầu tử đau đến bờ môi trắng bệch, cơ thể không nhịn được run lên. Báo mày canh giữ cổng thành, mày đã tự ý rời khỏi vị trí sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thanh niên ngồi trên vật cưỡi, từ cao nhìn xuống hầu tử, tự ý rời khỏi vị trí, phạt mày 300 roi sấm sét.